Chiều nay, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có buổi gặp mặt thân mật các chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì buổi gặp mặt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội, đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các chức sắc tôn giáo trong quá trình phát triển chung của thành phố Đà Nẵng. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, các vị chức sắc chức việc tín đồ tôn giáo đã đồng hành ủng hộ thành phố trong triển khai các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Bước sang năm mới 2023, lãnh đạo thành phố mong rằng các vị chức sắc lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy tốt vai trò vận động, tập hợp các tín đồ đạo hữu, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Gửi lời chúc mừng xuân mới Quý Mão 2023 đến toàn thể các vị đại biểu tham dự buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh một lần nữa khẳng định vai trò của các chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố, đồng thời đề nghị các chức sắc chức việc tín đồ tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng hành cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền trong các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt, các vị chức sắc tôn giáo gửi lời cảm ơn cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp của thành phố đã quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động trong thời gian qua. Các vị chức sắc tôn giáo bày tỏ niềm tin trong năm mới Quý Mão 2023, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các tổ chức tôn giáo sẽ cùng nhau đoàn kết, đồng lòng để xây dựng Đà Nẵng trở thành một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch, là thành phố văn minh, an toàn, hiện đại.